Quý vị mình ngồi mà nhúc nhích. Tôi nói như thế này nha. Khi xưa đó mà ông Mục Kiền Liên đó mà muốn lên cái cõi trời tìm Phật đó là bằng cách nào mới biết được là Đức Phật ở trên đó. Thì như thế này, ông Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, ông Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà khi mà lên cõi trời đó, ông chưa có giống như là chưa có biết được trong 20 người ngồi Đức Phật đang thuyết pháp ở cõi trời, mà đi 3 tháng mà thuyết pháp ở trên cõi trời cho hoàng hậu Ma Gia đó. Nhưng mà ông Mục Kiền Liên á vì nhớ Phật cũng lên đó để tìm Phật, nhưng mà lên đó đó là không biết là Đức Phật là người nào hết, tại vì thân tướng đồng nhau hết, lên trên cái cõi mà trời đó đó người nào cũng giống như người nào hết trơn á. Nhưng mà bắt đầu ông mới lên đó là tìm không Phật, về mới nói với ông Xá Lợi Phất là không thể tìm được Đức Phật. Thì ông Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, ông mới nói là nếu mà ngài đi lên trển mà muốn hiểu được Phật, biết được Đức Phật thì nhìn vào những cái mà cặp mắt hoặc là cái tướng hảo đó, cái người nào mà ngồi con mắt đảo qua đảo lại là người này chưa phải là Phật. Phật là phải ngồi thanh tịnh trang nghiêm, không có nói chuyện và không có cái gì thì cái người này là Phật. Thì ông Mục Kiền Liên từ cái chỗ dụng ý đó, ông Xá Lợi Phất truyền đạt cho Mục Kiền Liên, thì lên đó là mới tìm được Phật. Thì trong bà con chúng ta ở đây, nếu mà chúng ta tập làm Phật thì cũng lắng lòng là để nghe những anh em chia sẻ, đó là chúng ta là Phật luôn. Còn cái người nói với tôi giáo lia gì là không phải là Phật. Anh yên rồi. Anh nói lo gì? Không nói lo được. Thôi bây giờ anh Thận á, thì cũng có cái nắm bắt về những cái sơ lược, cái lịch sử của Đức Phật thành đạo và 18 vị La Hán như thế nào. Thì chúng ta trong thể chúng ta nhất thống là ủng hộ anh em. Kính thưa cô bác, con siêu mỏng cái lo con hơi nhỏ nghe, quý vị nghe dùm nghe. Thì ở đây là hình ảnh Sĩ Đạt Ta. Ngày xưa khi mà dạo bốn cửa thành lần đầu tiên, ngài thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, thì hỏi Sa Nặc vì cái cuộc đời của ta sau này có già hay không. Sa Nặc nói thưa Thế Tử, một mai mai một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một rò. Cuộc đời nhiều nỗi đai đo, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, sanh chết già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bởi chân cõi tạm ai đi lúc về. Có nghĩa là cuộc đời con người cuối cùng rồi ai cũng phải chết, Thế Tử cũng vậy. Thế Tử nghe qua mình là một vị Đông Cung, cuối cùng cũng chết, nhưng về xin với vua cha cho con xuất gia tầm đạo cả. Ông vua ông nói con à, đời tươi thắm đừng ngăn dòng nhiệt huyết, tuổi còn xuân đừng tính chuyện đi tu, sau này con già con đi tu cũng không muộn. Thì ông vua nói nếu mà cha cho con xin được ba điều kiện, con sẽ ở lại hoàng cung. Một, cha cho con trẻ mãi không già. Hai, mạnh hoài đừng đau. Ba, sống hoài đừng chết. Xin ba điều này ông vua cũng cho không được. Ông nói con à, hồi trước cha cũng khỏe, bây giờ cha cũng già. Mẹ con hồi đó sống chung cha, bây giờ mẹ con đã ra đi. Những cái này làm sao cha cho con được? Thì Thế Tử nói, nếu cha cho con không được thì cuộc đời con cũng phải đi theo con đường sanh bệnh khổ. Thì cuối cùng đó là Thế Tử lần thứ tư mà ngài đi gặp một cái vị thiền sư với cái dáng oai nghiêm, hỏi chứ ông đi tu để làm gì vậy ông? Thiền sư trả lời là tôi tu để tìm con đường giải thoát, không bằng lòng sự trói buộc của thế gian. Tu để dòi trao tâm trí được minh quang, tu để xa lánh bức màn trần tục, tu để đánh rắc lửa lòng tham dục, những làn sắc son là nổi dị tan quan. Điện hạ ơi, nó gây biết bao quan nghiệp quái quâm, như số kiếp đã đưa ta vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh lem lắm, đeo miếng mồi phú quý bả lợi danh, vì nó là lửa rơm thiêu đốt quả tim lành, và lần bước đưa ta vào con đường dị lạc. Thì bây giờ sau khi nghe qua tất cả những cái điều khổ đau và con đường hạnh phúc rồi, thì Thế Tử quyết định là xuất gia tầm đạo cả. Nhưng mà xin thưa quý vị, khổ cái là vợ ở đây, con ở đây, Thế Tử nửa đêm khuya mà dán cái màn nhìn vợ đang nằm đây, con nằm đây mà đi không đành. Cái cảnh mà tình chồng kiếm vợ gắn bó mà xuất gia đi tu bỏ vợ bỏ con đau xót lắm. Mà nếu không đi á, thì cuộc đời nó khổ làm sao tháo được. Cho nên dán cái màn lon mà nhìn công chúa đó, Thế Tử nó là
em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sanh. Tình ta nay đẹp mai lao khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế giàu chiếc áo khách thiên linh. Bát cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm hành độ sanh. Dán cái màn lâu bên đây gặp thái tử La Hầu La nằm. Lúc đó thái tử nói: này con ơi, khi sáng tinh sương con giật mình buông tiếng khóc. Ngày lại ngày lệ ngọc con đổ ra, vợ thương chồng con khóc phải lìa cha. Nhưng con ơi, cả tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng quần không. Nếu có thương cha, con hãy chờ ngày vui chốn đại đồng, khi đắc quả hốc dòng sanh bệnh tử. Dưới ánh đèn mờ mà vỗ vỗ đi. Dưới ánh đèn mờ em ngủ say, nhìn em lần cuối để chia tay. Nhớ thương gửi lại người yêu đó, cánh cửa đạo đời đã cách xa. Lúc đó là thái tử dán cái màn lon xong, bắt đầu là thái tử xuất gia đi tu luôn. Cô bác thấy cái gương đại hùng đại lực của Sĩ Đạt Ta, chỉ có ông Phật làm mới được thôi. Cô nói thiệt, cái mình ở đây mình đi có 2-3 ngày mà mình nhớ má một tí ở nhà rồi. Thái tử không đi một lần mà chừng nào đắc đạo mới quay trở về. Bây giờ ở đây con đố, con hỏi thiệt bên mấy chú bên Nam mình nha, mấy chú trả lời thiệt giùm con. Hồi xưa đó là thái tử Sĩ Đạt Ta dán cái màn lon nhìn thấy vợ, rồi ngài quyết định ngài đi tu đến khi đắc đạo. Còn bây giờ mấy ông mà chuẩn bị đi núi hả, đi tu gì đó, mấy ông dán cái màn xong mà thấy mấy bà nằm vậy đó, bây giờ mấy ông thống vô hay là mấy ông đi luôn? Thống vô. Vàng nó đi luôn mà nó không có lấy cục vàng nó tính sao nè. Chờ nó lấy cục vàng bây giờ phóng vô luôn hả, là đi tu. Nếu mình phóng vô nữa thì mình ở đây đi núi nữa. Nói chứ bây giờ cái thời con nói ông Phật là ông thị hiện, mình so không có nổi với ông đâu. Ông là ông đắc đạo rồi trở lại thiên hiện, cho nên là ông dán, ông thấy bả chân đi luôn, rồi mình gặp kiểu đó phóng ngược cho vô liền. Đấy, quý vị biết thường thường là coi phim Tài Thiên đó là 25 tập, tới cái tập 16 là cái tập tu nữ đó. Là con nói tới con tới nước, tới cái nước này thôi, tập này chắc hết phim quá à. Đó, làm vua cho rồi. Thành ra bây giờ đó quý vị, lúc đó là thái tử là thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, mới có 19 tuổi mà ngài xuất gia tập đạo cả. Còn mình ở đây 29 tuổi, 39 tuổi, 49 tuổi, 59, 69 tuổi mà mình còn dính ở đây ngoài, mà do mình chưa có cương quyết. Thì bây giờ đó, khi mà ngài mà ra khỏi cái thành đó, nhìn trở lại hoàng cung, thái tử đau xót lắm. Một bước lê chân, một bước dừng, đôi dòng trâu luyện chảy rinh rinh, ngoảnh nhìn thềm cũ lòng chua xót, vĩnh biệt cha già biệt cố nhân. Thì bây giờ đó là ngài mới là kêu sa nặc và con ngựa kiền chắc là bên đó. Khi mà con ngựa tới cái dòng sông Anuma rồi thì cái dòng sông quá lớn, thì lúc đó thái tử mới vỗ vào lưng sa nặc và nhìn vào trước mặt là cái lượng sóng Anuma. Mắt nhìn lượng sóng Anuma xin chứng cho lòng tất đạt ta, quyết vượt trùng dương sang bỉ ngạn, tầm đạo cứu đời hiệu Phật Thích Ca. Thì lúc đó con ngựa cởi ngài bay thẳng qua cái dòng sông bên kia. Thì khi qua bên đó thì thái tử mới cắt cái mái tóc nha, cắt cái mái tóc giao cho sa nặc và gửi tất cả những cái mũ vàng đai ngọc. Này sa nặc, đây là mão vàng, đây là đai ngọc, nếu thương ta ngươi giúp chiếu cho ta. Mảnh áo lông bào gửi lại cho vua cha, khi vắng mặt sang hà nhờ tay ngươi trông đợi. Hứa là một ngày khi đắc đạo trở lại độ như thế nào. Thì đây là cái cảnh mà thái tử cắt tóc. Và tới đây là cái cảnh thứ ba. Cái cảnh này là ngài đang ngồi tại cái cội bồ đề là rừng cổ Lâm Hạnh. Cái hình mà mập mập đó là cái hình là đắc đạo nha. Còn lúc ổng tu là ổng ốm như lắm quý vị. Ốm là da bọc xương là mỏng hơn con luôn đó. Chăm sóc nói là cái tay này đụng cái bụng là nó dính ra lưng nó làm sao. Ban ngày chỉ ăn vài hạt mè, chiều chiều uống vài hạt xương là sống. Ngày đó là ăn hạt mè, uống giọt xương mà tu còn được. Còn đây tàu hũ nước gom không mà mình hiểu nổi. Con nói đó là mình dù cho mình có khổ hạnh cách mấy đi nữa, mình cũng hơn ông Phật ngày xưa.
mình ở đây dù cho có nghèo cách mấy đi nữa cũng giàu không ông sợ. Quý vị thấy mình ngồi đây mình cũng có ngồi gặp bông đàng hoàng, mình có ngồi bùa đòn đàng hoàng, ông Phật còn ngồi trên cổ cây suốt luôn. Rồi á là khi mà mình nực đó là có cái quả đó khỏi liền, còn ngày nực là ngày phải chịu mưa nắng gì là ngày cũng phải chấp nhận luôn. Chốn rừng đồng ngồi chịu nắng thương, tìm đạo lý khiến cho trần thế, cho nên là ông Phật hồi xưa khổ hạnh bao nhiêu đó là ông tu cũng được, còn mình ở đây là mình quá dễ rồi quý vị. Cho nên là đây là cái hình ảnh là Phật Thích Ca ngày tu hành tới cái khi mà ngộ đạo. Rồi qua cái bên kia là cái hình ảnh mà năm vị ngồi xung quanh đó, là lúc đó là Thái tử Phật Thích Ca đã đắc đạo thành Phật rồi, thì năm anh em Kiều Trần Như là ngồi xuống ngày thuyết pháp, là Phật Pháp Tăng kể từ đó. Thường thường mình gọi là sát âm bảo đó, là Phật bảo là Phật Thích Ca, Pháp bảo là Thuyết Pháp Tứ Đế, Tăng bảo là năm anh em Kiều Trần Như. Và đây cuối cùng là cái hình ảnh mà ông Phật đang nằm đó, là đầu ngày quay về hướng Tây và chân ngày đạp về cái hướng Nam, gọi là Phật nhập Niết Bàn. Ông Phật là nhập Niết Bàn, ông vua là gọi là Văn Hà, mình ở đây gọi là Bỏ Mạng. Mình đâu phải như vua chúa đâu, nhập Niết Bàn là tịch đó. Ông Phật nhập Niết Bàn mấy thiền sư là tịch, vua là Băng Hà, mình đây là Bỏ Mạng. Cuối cùng là cái thân ngài 80 tuổi, ngài cũng bỏ lại cho cuộc đời, để nói rằng Phật Thích Ca thân ngài còn bỏ lại thì tất cả chúng ta ai cũng phải chết, ai ở trăm năm cũng phải về, hành trang cho chẳng liệu cho thuê, của tiền nhặt cách trăm muôn chuyện, đạo đức tinh anh giữ trọn bề, phú quý vinh hoa dường mộng ảo, mồi danh gẫm lại chuyện nồi chê, sao bằng tinh tấn theo đường Phật, cực lạc liên hoa sẽ giữa trời. Này là ông Phật đó, là khi mà mình ngày tết rồi là được đưa vào cái thân này là thiêu hồi xong á, xá lợi đưa vào cái pháp bảo mà được thờ tới ngày hôm nay, còn mình á là cũng thiêu nữa mà vô cái lò thiêu á. Mình thua ông Phật, tại vì cái lúc mà mình chưa có đạo hạnh đó là nó vậy, còn cô bác mình tu nữa sau này nó có khác hơn. Trở lại đó, ông Phật đó là được cái thanh kim cương, được pháp tự hoàn hoàn, còn mình ở đây trần gian, con nói dù quý chỉ lắm đi nữa thì cũng là đá qua cương rồi gạch men là rồi đó quý vị. Cảnh khổ tan thương khổ quá chèn, ta bà khách tục mãi đua chen, chi bằng tinh tấn theo đường Phật, hát về chiếc phẩm ngự hoa sen. Ở đây sống lo tranh đấu rồi cũng chết, hồn ma đi đám lụy phân kèn, vợ con thương tiếc giàu cho lắm thì cũng chỉ nắm mồ dán gạch men rồi. Cũng được cành bông này cũng đỡ, nó hạnh phúc hơn cái đợt rồi. Đợt rồi phải chuyện xong ổng bông hết bông mà ổng đứt không được con, tàn là cỏ cứ theo không. Rồi đến đây rồi, hạnh phúc quá nè. Đoàn đang lên diện kính. Dắt đường tắt đó anh Yên.
qua điện kính lên thẳng Bù Hông luôn. Kêu sư phụ không có nhận biết chuyện gì nghe. Ngô cô nằm ở trên xe ngang qua cồn nè. Sáng nhìn xe. Dạ, bên cồn nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tiên tài phép mê đa đôn, vì đau bửu kiếm mây mang nghe mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nghe nàng quay. Khuyên binh bốn khuế tứ gì, kể sao cho xét chuyện này sao này. Lớp thầy tố ác dậy đầy, lớp thầy tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đình phong. Cố lên mấy cục cưng ơi. Thiên hoàng mở cửa các kỳ lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẻ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thường nghi ngoan. Quyến dân lòng chớ có sờn, gan tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bất thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được xác thân,
thì là đài ngọc kết lân giữa kề. Bây giờ kẻ nhúng người chê, chê ta gần dài gần khờ cùng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hồi coi hàng, coi tiên coi Phật mới quang bớ trần. Niếm đàn để thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Thấy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bình tâm cất bút tỏ lời, xét xem hai chữ dần thời còn xa. Liếc nhìn thấy giới can qua, ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo cầu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băng phân lo lường. Tiết thay đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa. Để cho quân tử lọc lừa, ở ăn hợp lẽ đáng chừa tiểu nhân. Trên vua minh tránh cầm cân, dưới hoàng liềm tiết sự phân công bình. Quyền trai hoàng xuất gia đình, dạy con phải phép dẹn gìn hiếu trung. Từ ngày cách mặt vua trùng, thay đời đổi cách bắt tùng thanh tiên. Mút lông dẹp giới dìa nghiêng, thấy vào bút sắc cùng viên mực tròn. Lần lần tế đau suy mòn, nền xưa nếp cũ hơi còn mấy ai. Nên tới thời gian than dài, cúi đầu lai Phật niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang nghe vô sông nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tình tâm. Đừng gây chinh chiến ù ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà thật cảnh nâu phiền, duyên trần cầu kết quan thiên báo đàn. Thiệu quang thấm thoát dường tan, mắt dòng sanh tử có bàn được đâu. Chỉ bằng theo học đạo màu, xem qua khổ hại theo hầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của đi đường bên đây hay đi đường bên đó? Tính xong đi đường này có một hàng thân, thoát dòng tương
tỏ phát tăng. Giúp anh lên trên cái gì cố nhân miếu nói chuyện để vui vô tăng trẻ điền. Anh Phận lên cổ nhân miếu ha. Tình bào toàn thân thề giữ đừng mòn linh tánh mới nồi bánh phần lao càng bày cao diệu lý cơ quyền khó kiên. Dùng lời bao tiếng chê đi khó kiếm cho nào tâm tràn sớm giúp anh là nên phải giỏi miền xa còi quý chỉ nẻo lánh dòng và đời thăm thầm sâu xa diễm hồng ly thời thấy quân ca tạo duyên giả phàm giả thân già chớ lấy đó mà tâm buồn bã hiệp hòa nhau chờ đợi năm kìa hỡi ai giữ phần cho tròn sao huynh đệ có ngày hòa hiệp chớ nản chí đường tu bỏ nếp trời bước sang gặp lão thấy ngon trời hùng phong duy tồn xác tuy mất hồn thiên trần đêm vắng tắt dài lời đẩy cất gác ngồi nghiêng tạm biệt tam gian rạng dừng mây bóng thoa lạc nhàn để câu hoài dòng Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bà con mình qua đây ở gần cái chỗ lên đó quý vị, là nó cao khoảng chừng gần 2 thước, muốn lên là phải có hai người trên nắm kéo lên, mà kể từ cái lúc xảy ra chuyện tới giờ là tụi con Vinh Thuận đi sang không dám dắt nữa. Biết chuyện gì không? Bữa đó lên đây là cơm dạ ông đi một quần tà lõm mà ông mặc quần thun quý vị. Ở trên nó là nắm hai tay ông kéo lên. Ở đó phải gì? Chứ kéo một tay được không? Cây tay sao kéo được? Họ kéo tay chưa vậy? Để tụi tao tôi nắm cái quần. Cái anh Vợn anh ấy kéo hai tay, nắm hai tay mới mạnh mới được. Ông nói không được, kéo hai tay là chết tôi à. Thôi sao chết? Ông tôi mặc quần tà lõm quần thun nữa. Cái anh Thận nói giờ ông không cho kéo hai tay sao kéo lên, mày có cách nào không? Cái anh Thận nói thôi bây giờ tôi với để sang trên này rồi thôi nguyên dưới đi, ông nguyên dưới ông cây cái dây vô cho đứng cái dây không á, thì nào mà ông yêu nói 1, 2, 3 ông đứng ở dưới ông dùm lên đó thì ông thẳng hai cái giò ông đứng lên nha, rồi hai mấy con này kéo ông lên nè, ở dưới cái hỏi 1, 2, 3 nữa làm cái bắp cái gì ta thôi cái miệng con chảy máu luôn. Rồi khi mà vừa bước lên cái ông Hận với đại sang hỏi sao mà miệng mồm gì máu không ạ? Nói cái ông hồi nãy ông cuối cùng đó ông lên mặc quần tà lõm quần thun đó. Tôi điếu 1, 2, 3 mới có 2 là ông bóp cái giò rồi. Thành ra nó trúng vô cái môi con quý vị. Cái anh Hận với đại sang bàn từ đây về sau mình đi là nhớ đừng có chung cái hang này. Thứ nhất đó là những người đi mà mặc quần thun nó dễ thuộc. Cái thứ hai cái người mà ở dưới mà đưa dây vô đó chưa có gõ cái tín hiệu 1, 2, 3 mới có 2 mà tung cái giò là nó xảy ra cái chuyện. Nên từ đó về sau đi tới đây là chỉ ghé cúng giếng rồi kể chuyện thôi chứ không có chung hang. Mà có chung hang đó là mấy đứa em mấy đứa nhỏ nhỏ đó quý vị thì nó chung được, còn như quý cụ lớn tuổi này ghen ngang là không dám cho chung nữa. Nên hồi nãy mấy cô mình hỏi chứ có chung hang không, tôi nói cái hang này mình không có chung hang, chỉ ngồi đây thôi.
Mà nói sao uổng dữ vậy, con nói dữ vậy đó. Mà nói thôi vậy đừng chung chú ơi. Dạ, mà nói thôi đừng chung. Thì thưa cô bác anh chị em, thì thôi buổi sáng hôm nay theo sắp xếp của ban tổ chức, con thì đảm trách ở nơi đây, ở tại điện kính. Chút nữa lên tới cổ Nhân Miếu, tới cổ Nhân Miếu nha. Thì tới đó anh Hận sẽ đãi cho cô bác anh chị em mình những cái món ăn. Rồi lên tới trên Quan Âm đó, thì tới Đại Sang. Thì để tranh thủ cái thời gian đoàn của mình đi cũng rất là nhiều điểm. Thì ở tại cái điểm này con xin được kể câu chuyện vui vui, rồi sau đó mình cúng rồi mình đi. Thưa chư quý vị, chúng ta thường nghe qua cái câu đó là thế gian đặng vợ mất chồng, ít ai mà được phụng rồng sánh đôi, phải không? Thành ra thường thường đó là mình đi đám cưới này kia, để quý vị mình thấy ta để ra chúc là trăm năm hạnh phúc, loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp này kia nghe. Nhưng mà nó khó được lắm quý vị mình à. Bởi vì thuyền rồng chấp lấy mù u, vợ khôn mắt phải không chồng ngu, bực mình dữ lắm. Nó khó có được những cái sự trọn vẹn. Nhưng mà muốn được trọn vẹn như vậy đó thì mình phải biết đạo biết tu, chồng hòa vợ thuận, rồi nhịn nhẫn với nhau, thì cuối cùng mới có được cái hạnh phúc. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy cho biết rằng là phận sướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Cho nên ngày xưa có hai vợ chồng của anh này này quý vị, mà vợ thì bả khôn bả khéo bả đẹp, thì mỹ đoan trang công dung ngôn hạnh sao, thì ông chồng cũng khờ khạo bấy nhiêu quý vị. Nó giống vậy đó. Cho nên cái câu mình thường nghe rằng đó là chồng khôn vợ được đi hài, vợ khôn đó thì chồng được có ngày làm quan. Nhưng mà hai vợ chồng của anh chị nó nghịch cảnh như đó quý vị. Bà vợ thì khôn khéo, công dung ngôn hạnh đầy đủ, nhưng mà ngặt nỗi là ông chồng cũng quá khờ. Mà thêm cái nỗi nữa là gia đình cũng không có được khá giả, cũng nghèo, làm thuê làm mướn không à. Từ nay cái dụng cụ mà làm ra tiền của hai vợ chồng đó quý vị, thì ông chồng ổng có cái cốt với cái len. Bữa đó ông xách cái cút đi cút đất cho người ta. Thì cút đất cho người ta thì tới cái buổi mà cơm đó quý vị, thì ông mới vác cái cút về. Vác cái cút về sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi, tới cái giờ chiều cái vác cút đi cút nữa. Cái qua ngày hôm sau cái bà vợ nó thơ nè, anh đó là làm gì nó cực khổ nặng nhọc chứ đó. Ngày mai đó anh đi cút đất cho người ta đó, tới cái giờ ăn cơm đó anh khỏi cần vác cái cút rồi. Anh tìm cái chỗ đâu ở trong đồng đó, cái sậy đế hình đám gom ra anh kết dấu cho kín đáo, và anh đi không về khỏi giác cái cút. Anh về anh ăn cơm anh nghỉ ngơi xong thì chiều anh đi không vô đó, anh lấy cút anh cút đất rồi ta, nó khỏe lắm. Cái nghe bà vợ nó có lý quá, cái quý vị biết rằng cái ông chồng sáng ngày hôm sau cái đi cút đất cho ta, cút 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 xong lúc bây giờ trời đã đứng bóng rồi, tức là tới giờ cơm là về. Nhớ lại cái lời vợ dặn nha, cái ông tìm cái chỗ giấu cái cút quý vị, cũng nhìn đông nhìn tây, nhìn bên nam bên bắc này kia nghe. Anh thấy có cái đám gom này kín đáo quá, vô đưa đưa cái đám gom cho em dưới cây cút. Thì dưới cây cút em đi quý vị, đi về gần tới nhà rồi mừng vui lắm. Là bữa nay là vì vợ đã đưa ra một kế hoạch, đó là không cần vác cái cút về, đi nó nhẹ nó khỏe sao đâu. Chứ mấy lần trước đi nó nghe vác về rồi vác vô, em về gần tới nhà, tới nhà ông nói vợ ơi vợ vợ cây cút anh giấu đám gom mới vợ ơi. Cái bà vợ mới ra tín hiệu, tức là bà nói anh nói nhỏ nhỏ thôi, nó chi lớn, mình cất cổ mà anh la lớn lỡ người ta lấy sao. Cái nghe nói vậy cái ông đi gần tới cái ông nói bữa nay anh cất cái cút cho đám gom. Bà vợ nói vậy phải lắm rồi đấy. Cái quý vị biết cái ăn cơm xong nghỉ ngơi tới buổi chiều đi vô, buổi chiều đi vô ngay cái đám gom đó, chính bàn tay của mình đã dạch đám gom rồi để cái cút vô, mà sao bây giờ về ăn cơm nghỉ ngơi rồi chở vô mất tiêu rồi. Kiếm hoài không gặp cái ông buồn đi về quý vị. Ông về mà về gần tới nhà cái ông nói vậy nè, bà vợ ba thấy ông chồng về mà sao cái gì mà lép lép cái miệng mà nói không lớn. Cái bà vợ hỏi cái gì với anh, hiểu gì không? Mất cây cuốc rồi. Cái bà vợ bà nói thằng anh giấu cây cuốc thì la lớn, mà bây giờ cái cuốc mất anh nói chi nhỏ vậy. Cái bà vợ ba biết ông chồng sợ nói đây ông buồn nó thôi, anh cũng mà đừng có buồn, anh còn cái len. Thôi thì ngày mai anh lấy cái len đó đi đào đất cho ta đi. Thì qua ngày hôm sau anh lấy cái len đào đất quý vị. Thường cái người nghèo khổ hay có những cái ước muốn lắm, muốn làm sao cho mình thoát nghèo, muốn làm sao cho mình có được một cái sự may mắn. Nên ảnh cầu khẩn dân sinh nó nói may mắn, nếu như mà con mà giúp đất cho ta nha, mà đào được cái hũ vàng đó là coi vuông đổi đời đó. Vừa giúp đất mà vừa là nguyện giá lâm găm này kia nha. Sao mà cái gì không biết trời xui đất khiến, hay là hơn may mắn sao biết ổng giúp xuống, ổng đào nghe một cái can. Mà cái tiếng âm thanh bữa nay nó khác mỗi bữa luôn. Mỗi bữa mà đào vô cục đất đó, nó kêu một cái két, thấy không? Mà đào vô đó là cái cục sắt này kia, là cái tiếng nó lạ. Mà sao cái bữa nay cái tiếng gì nó nghe nó thanh thao, nó lạ lắm. Ông nghi nghi rồi quý vị.
cái ông nhẹ nhẹ tay bưng bưng thấy nó hé được màu vàng nữa nha, dịch chú rồi nha. Vậy thì mình nguyện giá thành tâm với Phật trời cái ổng độ mình hay sao, cái ảnh đưa tay nhẹ nhẹ thấy nó hé ra màu vàng, nó vậy là vô bánh rồi, vô hũ vàng rồi, hồi nào tới giờ đâu có biết vàng ra sao. Cái anh ta mới chùi sạch sẽ này kia nghe, lột cái áo ra mới bọc cái cục vàng ở đem về. Trên đường về một cái dây bên đây đó thì giác cái lan, cái tay thì xách cái cục vàng đó quý vị. Vừa đi về anh suy nghĩ, nếu giờ mình giàu cái lan nghỉ xài rồi, liền bỏ cái lan. Bữa nay là về sớm rồi bỏ rồi. Vừa bước vô tới nhà cái bà vợ thôi, anh sao bữa nay về sớm vậy em? Ông nói cái chuyện là chuyện của đàn ông, đàn bà đừng có hỏi. Đó. Bữa nay là lên rồi, ông nói rằng là vô rồi, đổi đời rồi. Cái ông vô, ông tắm đâu đó đàng hoàng nghe, mặc cái áo mới vô. Cái ông quẩy cái cục vàng đi đó quý vị. Cái bà vợ hỏi anh là sao anh không ăn cơm nghỉ ngơi, đặng mà chiều đi làm nữa anh đâu với anh. Cái ông nói anh đi làm, cái chuyện là chuyện của đàn ông, đàn bà đừng có hỏi. Rồi bà vợ không có hỏi nữa quý vị. Cái ông mới vác cái cục vàng đi nghe, xách đi mà quay phong lắm. Lợi tới tiệm vàng, vừa bước vô cái hỏi chủ tiệm vàng, cái vàng bữa nay nhiêu. Ông chủ tiệm vàng nói là vàng bữa nay là 80. Ông nói chị được có lý à, cái này là nhiều lắm nha, nhưng mà bây giờ đó là ông phải theo tôi lên lầu mới được, cái số lượng này nhiều dữ lắm. Chứ ở đây đó mà ta nhìn thấy một cái đó là nguy hiểm lắm. Cái ông chủ tiệm vàng ông nghĩ đâu ông này đó là được, đó là của hồi môn của ông bà để lại không à. Cũng nghe lời lên tới cái tuần 1 tỉnh đó quý vị. Vừa lên tới tuần 1, ông để xuống một cái cốt đầu hang nhẹ nhẹ mở ra, vừa mở ra nó hé cái màu vàng. Chủ tiệm vàng ta nhìn là ta biết không biết liền. Ông chủ tiệm vàng nó 79. Em nói cha này mới dưới 80 lên đây cái bớt 10 phân của người ta. Thôi được cũng kệ bán luôn, 79 thì 79. Cái ông mở ra cái chủ tiệm vàng đó, đầu đàn mà 79 cao luôn. Rồi 3 giờ 4 cẳng ông bỏ chạy về quý vị. Vừa về tới nhà cái bà vợ thấy sao mặt mày ông trùng xanh dần. Hỏi anh đi đâu với anh, sao mặt mày xanh dần vậy? Lúc bây giờ ông nói tính đâu bữa nay may mắn đào được cục vàng, ai về vô đồ đạn anh mờ 79 em ơi. Tôi bà vợ có nói em hỏi anh đó là đi đâu, anh nói rằng là chuyện của đàn ông đàn bà đừng có hỏi. Phải chi mà anh cho em xem em coi đó là em biết được đó là vàng hay hoặc giả là không vàng. Cái anh cũng buồn quý vị, bà vợ cũng ăn ngủ đó thôi. Cái số của mình không có được hưởng, anh đừng có buồn. Em biết anh đó là khờ khạo từ đó tới giờ, nhưng mà cái tánh của anh nó thật thà nên em thương. Thì thưa cho quý vị, cái bà vợ tối bà mới nói anh là dù mình nghèo khổ cỡ nào em cũng dành dụm được mấy chục bạc. Thì bây giờ đó, ông bà mình thường nói đó là muốn biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi là phải học. Bây giờ anh phải đi học khôn mới được. Đưa cho ông chồng mấy chục bạc đi học khôn quý vị. Mà trước khi đi bà vợ dặn dò nghe, anh gặp cái người nào mà râu tóc tiên không đạo cốt nghe, cái người đó đó từng trải am hiểu đời đạo, cái người đó sâu sắc lắm, anh phải học cái người đó mới được. Thì nói cho mau đó là qua ngày hôm sau anh ta đi học khôn quý vị. Đi từ sáng tới trưa tới sớm mà không thấy ai đi hỏi con. Thấy cái cây bự quá đi, vô cái cõi tàn cây đó ngồi nghỉ mát, tính ngồi nghỉ đất đi nữa. Ai về đâu có ông già ông đi ngang, râu tóc bạc thơ quý vị. Ông cũng ghé vô, ông cũng là bị quá nắng rồi. Ông mới vừa bước vô cái anh chồng khợ nói ông hai, ông có phải người vậy không ông hai? Ông hai ông nghe hỏi cũng bực, tức là cũng giật mình nữa nói đó. Mình là cái người đi đường quá nắng mình ra đây mình không mát mà sao này nó khờ dữ vậy ta. Thôi sẵn cơ hội này rồi, cái ông hỏi chứ ông có phải là người vậy không ông hai? Ông hai ông nói đúng rồi, ta đây chứ ai. Cái anh thấy tôi không đậu cốt đúng như là vợ của mình đã dặn dò rồi. Cái hỏi thiệt ông là người vậy không không? Ông hai ông hỏi, ông nói là còn phải hỏi. Cái được ông hai chia sẻ cho nghe những cái kiến thức. Cái lúc bây giờ anh móc mấy chục bạc túi ra, cái đưa cho ông hai nó đây là cái tiền công mà ông đã dạy cho con được những cái điều hay. Ông hai ông nói vậy mới là phải phản. Cuối cùng học được 3 câu quý vị. Học được 3 câu rồi nghe. Cái lúc bây giờ 3 câu đó ông đi về, nhưng mà về tới nhà là tối rồi khuya rồi. Vừa bước vô nhà thì ở nhà là vợ ở nhà, cửa đóng then cài đâu có dám mở cửa, tại chồng đi khỏi nhà rồi. À, thì anh mới về nhà thấy cửa đóng then cài, anh mới gõ cửa, gõ nhẹ nhẹ. Đêm khuya rồi, người lạ tới nên bà vợ mới hỏi ai đó. Ông chồng lên tiếng cái gì? Ông nói ta đây chứ ai. Bà vợ nghe tiếng là biết chồng rồi đó, nhưng mà để gạn hỏi kỹ coi. Bà vợ hỏi có phải là cha của ông Tiến không? Ông nói còn phải hỏi. Cái bà ra bà mở cửa, ông nói vậy mới là phải. Chàng của bà vợ bảo quá mừng quý vị. Đội nổ nổ đi. Bà vợ bảo quá mừng rồi. Bà nói trời ơi, chồng mình ông đi mới đây mà học được mấy cái điều khôn quá khôn vậy cả. Cái quý vị biết rằng đó, cái bà vợ thôi anh đi chắc cũng mệt rồi. Thôi thì để em dọn cơm nghe.
anh đi tắm đi, ra ăn cơm xong rồi hả ngủ. Khi mà anh đi tắm, tắm xong thì ra vợ dọn cơm xong, ăn đâu đó xong xuôi cho ngờ cái vô nằm ngủ. Tới gần 2 giờ khuya rồi, lúc bấy giờ đó là đang nằm thương thiết ngủ á, tôi nghe bên ngoài ta la ăn trộm, ăn trộm. Cái ông chạy ra ông dòm, dòm thấy thằng trộm chạy ngang, mở cửa ông vô cho đi. Mà ăn trộm ta chạy chạy đâu có lợi, ông chạy theo ông trộm chạy mất tiêu. Phía sau thì mấy chục người vượt theo công an nữa. Vượt tới, không thấy ăn trộm, thấy ảnh, chụp tay liền. Hồi phải của thằng trộm không? Ông nói ta ở đây chứ ai. Mấy chục người công an ta hỏi thiệt là nữa, phải ông đem thằng ăn trộm gà xuống dưới không? Chạy ngang đây phải không? Ông nói còn phải hỏi. Cuối cùng ta lấy cái cầm, ta cầm vô tay ông dắt về, ông nói vậy mới là phải phải. Rồi muốn dỗ đi. Bài vợ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, quý bác quý mến, để bây giờ buổi lễ cầu chúc hôm nay có phần nghiêm túc và nghi thức, thì xin mời quý vị những cô bác nào còn đỏ nón trên đầu thì gặp nón xuống quý vị. Vì thầy cho biết là khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, để hướng về điển kính đồng tôn kính các ngôi thờ, đồng kính chính điện thành kính lễ ba sát và chắp tay đưa lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sớm thần, chư vị thanh non mọi núi cảm ứng chứng minh, hôm nay là ngày 14 tháng 3, đoàn hành hương với kính viếng thiên cánh sen với cánh trở về điện kính hiện diện đang làm lễ nơi điện kính, nhờ ơn đức Phật từ bi từng gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được ấm no, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát nơi ly. Và chúng con nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng lên phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vạn chư phương. Và chúng con nguyện cầu nhờ ơn trên ban bố phước lành cho đoàn chúng con khi đi cũng như khi về, mọi người sớm giữ quả công tiêu tan chúng nghiệp, bình an yên lịch sự, nhà nhà ấm no, được kết duyên lành cùng Phật pháp, phát bồ đề tâm, tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mời chúng quý vị 646 thay vì cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và xin quý vị đồng tỉnh lễ ba sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xúc nút áo luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ mình chọn kiếp bi con quan, quê hương gài đá dặm tràng sơn xuyên, tổ đường còn một cành quyên, từ đường hôm sớm luôn phiền chờ trông. Hai em thiểu trí thơ đồng, chị đã an phận theo chồng đằng sau. Từ mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm ở nhà lợt phai. Sống xanh trai phần râu mài, một đời một đạo đất ngày chung thân.
là xa cách cố nhân, nơi đời chiều mến sớm gần cửa không. Từ bi buộc chặt cõi lòng, còn ơn cúc dục để hồng mai sau. Bế trần sống cuồng lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Hoàng chi lực kém tài hèn, dù đời bạc đại ngọn đèn cứ níu. Xoay từ đại các xá liều, cho người truy lạc biết điều nghĩa nhân. Anh Liên tới cổ nhân miếu dừng lại anh Liên ơi. Tới cổ nhân miếu nhưng quý vị ai đi trước tới cổ nhân miếu dừng lại anh. Là siêu mỏng cho đãi cho dù mình những món ăn đặc biệt. Tại tay hai trời cân phân, trời ban quà phước một lần cho tay. Mắt đen thấy mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra giờ tuồng. Cậu An thấy sức linh không quý vị? Qua ông hò dữ lắm. Mà đêm hôm này cậu An là hồi sáng giờ ít có hò, bớt lắm rồi đó. Chiều nay cậu lần nữa nha. Không được thì chứ không được. Được không? Không được ngày qua cậu siêu luôn. Nếu không được qua cậu siêu luôn hả? À? Thì hò nữa hả? Hò là cậu nữa đó. Thôi thì giờ đây để trực tiếp vào cái chương trình văn nghệ. Anh Tặng sẽ gửi đến cô bác anh chị em mình một cái bài ca mang cái ý nghĩa tình đời ý đạo, trong đó cái bài ca mang tựa đề là Qua Từ Bi Nở. Xin cô bác anh chị em ủng hộ cho anh Tặng một tràng pháo tay. Trời ơi là tối ha, nghe tên tôi phải nói nghe tàu ghi một cái nữa ha là chết. Trời ơi mấy cục siêu ha là có chuyện đó. Cô An thì cái tả chứ cô An cũng được cô siêu luôn. Cấp trèo. Mình nhớ tối cũng có tên nữa, tên ông Sang nữa. Có ông Sang nữa. Ôi, ông Sang nữa. Ôi, có mà. Rồi rồi. Muốn siêu không? Hôm là Nguyễn Văn Sang. Chính ra thì tên thì cũng vô đó à? Tên sai sai cũng vô đó à? Đấy, thả đâu? Rồi thôi vô đi, vô đi, vô đi, vô lại đi. Nó khác hiệu lấy gì năng? Rồi chào tay coi. Đây ủng hộ cho đồng yêu chào tay nữa coi. Ủng hộ cho ông Sang chặn tay rồi. Ủng hộ cho ông chặn tay rồi. Đau tay nghe. Ủng hộ cho ông Phiên chặn tay rồi. Buổi trưa hôm nay em cháu xin giáo viên cũng hát lại bài tên tình đời ý đạo, đó là Qua Từ Bi Nở, và bây giờ ủng hộ cho ông chặn tay. Nhạc nhau thương chìm liễu lo trên trời ngót ngàn, đừng mơ sáng soi ngôi vườn trên trời mấy lần che phủ. Mừng thầy sắp bước khai đạo lành phố sinh, thương muôn loài sắp dương khổ đau, nay ánh đạo vàng sáng soi thế nhân người ơi. Mừng là mừng Việt Nam phố
các Phật pháp cao siêu, cụ đấng đại từ cụ độ cảnh giác, xa bế khổ trong lưng gài anh từ quan, khai bút thành ga sấm chì, phiên nhúc chân lao chớ gì. Bé My mình lại ghim dây vô. Từ bi đang trong chờ chúng sinh. Ngày 18 tháng 5 năm kỳ mạo, muôn loài xem cha như để báo tâm mừng. Tên Phật từ bi này đã hạ trần, chuyển kiếp lưng phàm bán họ quỳnh tại làng Hòa Âu. A bút thành giáo đạo nam thương, nguyện cứu đời thay chẳng quạt đáng xưa, sống thiền giác ước đưa sanh chung, phiên dương trần học Phật tu nhân, đàn tử trọng tăng cầu sanh lạc quốc. Đàn luôn. Càng thôi. Lâu từ lực kinh của Phật giáo đường, phù hợp căn cơ của mỗi con người, mỗi câu thơ là một diệu lý, mỗi một tự ngàn lý cao sâu. Con tôi vô minh ngữ chỉ đã từ lâu, nay giác ngộ sáng khai nền đại đạo, giác thiện tâm chứng nền Phật giáo, đưa nhân loại thoát bể khổ trong lưng. Ôi vì thương xa chúng sắp chương tay sầu, bây giặc ngoài xâm chúng gây bao điều bọt lên xa, kể chi nhớ từ lòng. Cái lo này nó bị hư cái bên này. Đưa mi lên phải. Đau thương nên biết lòng của dân tộc khởi lòng tha. Ta chịu khổ khổ cho ba tâm, ôi có nói đại từ đại bi của bậc siêu phàm, bởi trong lưng khô cạn sao đàn, tăng sĩ mới trở về nữ thánh tình. Một lần nguyện chấn động trái linh, ở đây đồng thầy chẳng ngồi yên, biên cực là tiếng hiền trong lòng. Phật pháp Việt Nam nay thầy ở lối, dừng bóng mình lên soi sáng khắp muôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nay kỷ niệm ngày thì khai sáng nền Phật giáo Hòa Hậu, con trở về chùa trong nỗi hưng quang, nhớ thương thầy nước mắt chứa treo, thần tâm nguyện cho giảng dân giải pháp, cầu Phật pháp trường tồn vinh cô, nguyện lo tu theo chân lý tu thầy. Hôm nay qua nợ ngọt ngào, cống hiến thầy tổ khắc vào trong tâm, nhớ ngày 18 tháng 5 đức thầy khai sáng đau lòng từ bi. Mà ông nói cởi mỗi tập với đó là cho ông số tiền, muốn cho nhiêu cho. Vài tập ha. Cho phép đàng hoàng cho bà con, đàng hoàng ta biết rằng mà mốt mốt không có bất bẻ ta nghe. Rồi nói đi, tôi cho phép giờ muốn cởi sao cởi, muốn làm thì làm, muốn múa cũng được, muốn lỗi cũng được, nó cũng làm, bình thường. Rồi cho vui đó, rồi đi núi cho vui, đừng có núi mà cái mặt trầm trầm hoài là cái như là hết ăn cơm nổi luôn á. Mình ra cãi 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 thì có sao đâu, tiền bạc là tiền nhỏ mà. Anh tặng chặt hết tay ơi. Đứng đây mới được. Dạ kính thưa quý cô bác cùng anh chị em, anh tặng rất là giỏi quý vị. Đủ thứ cái nghề biết hết trơn, cắm hoa rồi đọc giảng rồi ca rồi lái xe nữa quý vị. Thôi thì để biết cuộc đời của anh Tặng như thế nào, anh Sư Mỏng tức là anh Phận sẽ kể lại cuộc đời của anh Tặng cho cô bác anh chị mình nghe. Thì giờ đây mời cô bác anh chị mình ủng hộ cho Sư Mỏng một tràng pháo tay. À, thưa cô bác thì anh Tặng cái gì anh cũng biết chứ cái mắc cỡ anh không biết hả? Anh Tặng rất là giỏi nha. Để trước tiên á cầu an hoài mà chưa hết hoài được tối sẽ còn siêu. Mời quý vị cho một tràng pháo tay. Anh Tặng á, thưa quý vị, ảnh không có biết chữ, ảnh dốt hồi nhỏ tới lớn luôn, mà giảng thầy ảnh thuộc là trên 30 bài ca giọng cổ. Hồi nãy là thuộc 6 bài giọng cổ, mấy đứa con còn thuộc chưa có lại ảnh á. Nhưng mà như là lù khù có ông cụ đổ mạng hay sao đó. Thường thường Tết đó mấy đứa con trồng bông ấy là bị lỗ vốn rồi hà. Còn anh trồng bông năm nào cũng lời chứ. Một năm là lời 2 triệu vậy đó. Bông anh bán, mà bông anh bán rẻ ghề hà, một chậu có 5,000 hà. Tại vì bông anh nó trồng không có chỗ. Thường tới ngày 28 mà còn nút áo không bán. Ông bán rẻ gài thôi, ông đẩy nguyên cái sợi bông dùng 28-29 Tết mà nút áo không à. Bà kia bà ngoắt lại mà hỏi chú bông nhiêu chậu. Anh nói dạ 5,000 chậu. Bà kia bây giờ bông hoài nguyên cái xe bông mà toàn nút áo không. Bà nói kiểu này mấy chú bán tôi 6 chậu 30,000 được không chú? Anh lắc đầu nó không được cô ơi. Con trả giá cái này tội nghiệp con lỗi chứ. Ông bán chậu 5,000 mà ta mua 6 chậu 30,000 không chịu bán. Ông tưởng bà kia trả giá không à, tại nhiều quá ông tính không có kịp. Ông nói cô tội nghiệp con, tại cái mùa này nó lỗ rồi mà cô trả giá. Bà kia bà nói thì 6 chậu thì 30,000 chứ nhiêu. Anh nói thôi chậu nào tính tiền chậu nấy cho chắc ăn. Tội nghiệp không? Rồi thông thiệt thà lắm. Bà kia bà thấy tội nghiệp bà mua hết xe bông luôn. Rồi à, đó là cái thứ nhất bắn bông nha. Cái thứ hai nữa là chạy xe đó. Con với ông Út Dứt với thằng Sang với ông Yên chạy xe lê quay bị công an bắn tốc độ. Còn ảnh chưa có lần nào công an phạt hết trơn. Tại ông đâu có biết lực giao thông đèn đỏ đèn xanh gì đâu. Đèn nào giả cũng chạy chứ. Con ông đi đó từng tới đèn bốn ngọn, đèn đỏ phật lên con dừng nguyên cái bà con ta tới người ta dừng hết trơn, ông làm một cái vụ đến chừng mà bật đèn xanh lên con chạy xiết thì nó tặng đèn đỏ không dừng sao đi chạy chi vậy. Anh nói ngu đó, ta nhường đường cho không chịu chạy.
Anh nghĩ người ta tự nhiên người ta dừng lại hết trơn. Ông tưởng đâu là người ta ngừng lại là người ta nhường đường cho ông chạy. Ông đâu có biết lực đèn đỏ đèn xanh đâu, dù có biết chữ nào đâu mà biết lực. Lần sau á cũng là đèn đỏ nữa, người ta dừng hết ông chạy cái dù công an thổi cái quét. Công an hỏi ông biết lực không mà ông chạy cái kiểu này. Ông Tặng nó không biết lực rồi sao tu. Công an hỏi lực đâu, lực gì, nó lực tôi là 8 giờ ăn cấm. Công an nó thôi đi đi cha ơi. Biết rồi cha trả lời vài câu là hiểu cha rồi. Đâu có tốn tiền phạt đó không? Hay lắm. Đó là hai trận mà ảnh thông minh dữ lắm nha. Trả lời mà ngang ngang chưa chắc thì thắng ảnh. Bữa nọ đi phơi lúa mướn ở tại Chi Tôn rồi nè. Bà vợ thì bà kêu cào cái đống lúa ướt, ông chồng cào cái đống lúa khô mà trời chỉ mưa quá đi. Ông chồng nói chú Tặng ơi giờ ướt thì bỏ thí đi, chú tiếp tôi cào đống khô đi. Anh Tặng nói ổng bà kêu tôi cào cái đống này của ông cào đi, ông kêu tôi chi nữa. Ông kêu ông cào không kịp, ông sợ trời mưa, ông tức ông tự, ông nói giờ tôi mướn chú hay là chú mướn tôi. Ông Tặng nói bây giờ tôi cào hay là ông cào. Rồi mời không dối lên đường. Dễ kinh lắm nha. Còn bây giờ con kể quý vị đi nghe thăm đi cái vụ mà ông đi thăm bệnh người ta nè. Hồi đó giờ quý vị có ai mà đi thăm bệnh cái kiểu như ông Tặng không nha? Cái có cái ông Tám ở bên Long Xuyên đó, ông bị bệnh, ông nổi cái một bú bê lớn vậy nè, rồi đến chừng là bú nó hành đó, chuyển đi bệnh viện Long Xuyên, xuất viện trở về, bà con ta vô người ta thăm bệnh. Nói bác Tám à, bác bớt đau không, đỡ nhức không, ông về ăn uống được không? Người ta hỏi thăm trước tiên ông dòm. Muốn chừng mà người ta về xong chưa bắt đầu tới vô ông hỏi. Ông hỏi ông Tám à, tôi thấy người ta tu cũng bình thường, ông tu kiểu gì mà có cái mục này. Trời ơi. Thăm cái kiểu này là cái kiểu nhập viện trở lại. Chuyện mới xuất viện nó nhất muốn chết mà cha hỏi. Ông tu kiểu gì mà nó nổi cái mục dữ vậy mà. Ông kia ông nhất nha bật. Ông nói thôi để về đi. Bà kia mới nói Tặng ơi mày hỏi cái này chắc nhập viện trở lại quá Tặng. Nói là lạ hơn ta không? Thông minh lắm nghe. Rồi bây giờ con kể quý vị nghe cái mẫu chuyện của anh Tặng là cái mẫu chuyện mà trợ duyên cho người tu nè. Thường thường nó trong sách nói đó là độ một người mà hướng thiện quay đầu là phước kia sánh quả địa cầu. Anh nói nếu mà mình đi mà mình trợ duyên được người tu chắc phước lớn lắm. Ông nói sang với siêu mỏng độ cho tu hoài, mình kiếm ngày đi núi kiếm người để mình độ về tu thôi. Đi núi cái đợt đó có cái cô gái khoảng chừng 22 tuổi, cô nói đi núi chuyến này ông siêu mỏng nói đạo tôi không tu, sang nói tôi không tu, ông Nguyên nói tôi không tu mà thấy ông Tặng là tôi tu hả? Tại ông Tặng ông hiền mà ông nấu cơm nghe thức sáng đêm tội nghiệp. À, nói chuyến này vô mánh rồi mình. Anh Tặng nói nếu tu theo tôi phải cho tôi số điện thoại. Vì tôi điện lỡ mày muốn gớt ai đâu hay biết đâu không? Tôi điện thoại tôi thăm chừng chừng mới được. Rồi cái khoảng chừng mà 4 ngày sau khi về rồi, ông điện thoại cho người ta. Cái cô kia alo, hỏi ai điện vậy? Anh Tặng nói người bu hổm nè. Người bu hổm là cái người mà xin số điện thoại bu hổm đó. Mà ông không có hiểu vô kia đi. Cái cô nọ thì cổ không có lấy số ông Tặng, cho nên là không có biết cái tên danh bạ đi. Rồi cô kia có hỏi người bu hổm là người nào, anh nói người đó đó. Rồi đến chừng mà nghe kỹ là biết cái tên của ông Tặng đó, phải anh Tặng không anh Tặng đây Tặng đây. Rồi vỗ nổ đi. Cái bà kia hỏi anh Tặng điện em có gì không anh Tặng, hỏi thăm có khỏe không. Cô kia có nói Tặng chờ em bán nước đá tí xíu đi chừng phút em lại. Anh Tặng nói có một phút thôi mình khỏi đem điện thoại vô túi. Ảnh mắc cỡ đó, anh nói ta anh cắn đây rồi. mà hai mắt chả nhắm hết à, tại vì gái đẹp vậy đó cho nên hai mắt chả nhắm hết à, mình ta không có coi danh bạ là gì chứ á.
anh ơi, mời chờ một phút nữa cổ điện mình thì thôi, điện thoại cầm đây đi, khoan hả, bỏ túi, chừng nào mà nghe gheo là bắt đầu mình alo liền. Thì bây giờ mới có chừng mà 35 giây giấc này có cái tiếng gheo lên, mà không phải là con nhỏ nó điện, mà ba ông điện tới ông không biết. Cái này mới hấp dẫn nè. Rồi điện thoại gheo tới, anh cười chiếm chiếm liền, móc điện thoại kia. Alo. Anh nè. Alo, anh nè. Ông chàng nó thằng quỷ tao anh là mày. Má ông điện, ông nội ông điện không cho tao hay vậy chứ. Ông nói mày sớm sát, mày không coi trên bạ vậy chứ. Nó biết chữ đâu trên bạ. À. Alo. Anh nè. Rồi cái anh lên trên đây là quý vị để ý lúc nào anh cũng có chiếc xe Honda chứ á. Anh nói bữa nào mà mình ấy ấy bắt đầu mình lấy xe mình chạy xe đò luôn. Anh đi thôi, anh chở cái bà già đi chừng 75 tuổi vậy đó. Rồi cái bà già bà thấy gì bà nói tặng là nhiêu tiền với con. Tặng nó con đi núi miễn phí, con không lấy tiền bà hai ơi. Nói thôi vậy bà cho con 50 ngàn để bà cháu mình gieo duyên. Anh tặng nó cậy thôi của ít lòng nhiều không sao được. Cuối lần anh không lấy mà của ít lòng nhiều thôi. Miễn phí mà của ít lòng nhiều. Ở chuyện này lạ nha. Rồi anh bỏ túi 50 nếu bà cho con số điện thoại đi. Rồi cái lần sau có gì con chở bà nữa. Về tới nhà dùng 11 giờ rưỡi khuya rồi. Ông điện thoại cho mấy người quen vòng vòng hết trơn á, ông ngủ không được. Ông già cho danh bà, ông thấy cái số của bà đó 11 giờ rưỡi, ông nhắm ông điện ngay bà luôn. Dùng bà kia 75 tuổi mà nửa đêm rồi mở nghe lên hú hồn hú vía cho không biết chuyện gì. Bà kia bà nói alo ai vậy. Nói con tặng nè. Hỏi tặng nào, tặng chạy xe chở bà của hổm đó. Hỏi mày điện tao giờ này có gì không tặng. Con điện hỏi bà có ngủ chưa. Gai mắt chừng á. Còn cái ha, cô bác biết là anh em đặt ống là siêu sao, mà có người đặt ống là siêu quậy luôn. Hỏi sao á, là mấy đứa con là đi núi đòn nào người ta mượn mới đi, còn anh đòn nào á khỏi cần mượn anh cũng đi hết trơn luôn. Ờ, mà cái đòn lạ của người ta đó, ổng vô cũng đòi đọc giảng nữa. Người ta nói là giảng viên người ta mời hết trơn rồi, anh nói tôi cũng giảng viên chứ bộ. Ông kia nói không được, tặng à tối nay không đọc được. Anh nói không đọc tôi bất di mùng đó. Rồi bắt buộc phải đọc, cho ông đọc bài ông mới im. Đọc xong ông kêu nói mai mốt là không có cho để đi núi nữa nghe, lu bu quá tràn à. Ông tặng nó bụng núi ông không cho tôi đi. Trả lời nhạt nhạt không. Ông kia trả lời đâu có được đâu, tại đâu phải núi của ông đâu cho. Nè Vinh nè, Vinh là tài dữ lắm. Cởi phần đường hồ. Ấy trời, đừng có dụ mà chảy nước miếng luôn. Bị khờ lắm nhưng bây giờ là ổng anh thông minh. Chị sự các tỉnh là anh tặng cắm bông hết trơn. Đẹp lắm. Một mình ơn mà cắm 30 chậu bông trong một ngày, của bác thấy không? Đẹp lắm. Hồi lúc trước mới cái lần đầu tiên anh cắm bông nó xéo xẹo bên nè. Ông kia nói tặng rồi cắm bông gì xéo xẹo, tặng nó người ta còn chưa ngay kìa. Nó đúng chứ bộ, ông kia trả lời không được. Nói người ta còn chưa ngay, đừng có chơi bông. Ừ, anh có gì cũng